Mỗi ngày học tiếng hoàn. Vui lòng các bạn đăng ký kênh của Học Ngôn Ngữ Thật Dễ. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề chuyển khoản Momo hoặc là Zalopay, tiếng Hồng Kông và tiếng Trung sẽ nói sau. Bây giờ mình bắt đầu đi. Đầu tiên, Guo su có nghĩa là chuyển khoản là Guo su. Ví dụ, ngộ Momo Guo su bỉ nị. Ngộ Momo Guo su bỉ nị. Ngộ là tôi, Momo là Momo, Guo su là chuyển khoản, bỉ nị là cho bạn. Tiếng Việt có thể nói tôi chuyển khoản qua Momo cho bạn, nhưng mà tiếng Trung sẽ nói tôi Momo chuyển khoản cho bạn. Thứ hai là nạp tiền. Nạp tiền tiếng Quảng nói là dọc chín. Ví dụ, ngõ sớm dọc chín lọt Zalopay. Ngõ sớm dọc chín lọt Zalopay. Ngõ là tôi, sớm là muốn, dọc chín là nạp tiền, lọt là vào tài khoản Zalopay. Mình chỉ nói Zalopay. Ngõ sớm dọc chín lọt Zalopay. Rồi, bên phải các bạn có thể thấy được là các bạn có thể so sánh tiếng Hồng Kông, tiếng Quảng và tiếng Trung. Tiếng Trung mà không nói qua số, tiếng Trung sẽ nói là chuyển trạng. Còn nạp tiền, tiếng Trung sẽ nói là chung chỉ.